chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sửa phím các dòng latitude, latitude E4300 này, 6400 hay nó đúng hơn là các dòng phím cài. Thì cái dòng phím cài này thì nó rất hay bị hiện tượng như này. Mà mình muốn chia sẻ các bạn đó là nó sẽ một số phím thành một dải không nhận. Ví dụ nó dải theo hình chéo này, từ số 6 này, chữ Y này, chữ H, chữ N này, dấu cách này, thường là sẽ dành một dải. Đó, hoặc là hôm trước mình có gặp một cái phím là nó bị ra một dải 2W S X ăn này. Thì bây giờ hiện tại cái dòng phím này hiện tại nó đang 3 phím không nhận. Này tất cả các phím đều nhận này. Có 3 phím là phím V, phím P. Đó, phím V, phím P. Mà dấu cách không nhận, dấu cách thì chập chờn và phím lên xuống, phím xuống và hai phím sang ngang không nhận. Bây giờ mình sẽ tháo ra, mình chỉnh sửa lại và mình sẽ chia sẻ các bạn cách để nó nhận lại cái dòng phím này mà mình bị gặp rất là nhiều. Đó, đầu tiên là mình sẽ cạy cái dòng phím này ra. Tắt máy nhé các bạn, nên tắt máy nhé. Tắt máy, cạy phím ra. Quay vào phím rồi, quay vào phím rồi nhé. Đây mình tháo phím ra nha. Tháo phím này. Tháo phím. Thì đặc thù cái dòng phím này các bạn để ý là các dòng này là cái dòng phím cài. Đây cái dòng phím cài đây ạ. Cái dòng phím cài này thì khi mà nó nhận thì các bạn chỉ việc thao tác, hai thao tác rất là đơn giản để có thể nó nhận lại. Một là chúng ta gì ạ? Đầu tiên nó thẳng như này, chúng ta ấn cong lên để cho cái phần chì này. Phần chì này các bạn nhìn thấy không ạ? Cái phần chì này. Đó, phần chì này. Phần chì này nó tiếp xúc với lại cái mặt phần chì, tiếp xúc với cái phần chân con nếch ở bên trong này. Đầu tiên thao tác nhất là chúng ta nâng cái chân này lên, nâng thật nhẹ nhàng nâng lên. Thao tác thứ hai là chúng ta lấy một băng dính giấy. Lấy băng dính giấy này. Băng dính giấy. Đây cái này là cương trước là các bạn ghi là liệt phím này, liệt một số phím này. Thì bây giờ mình sẽ làm lại vào đây, ví dụ như là giấy này đúng không ạ? Các bạn cắt. Các bạn dán đúng vào cái khe này nhá. Dán đúng vào cái khe dưới này để cho làm sao nó đệm, để nó mục đích là nó ép cho cái chân cáp chân chì này. Ép chân chì này, ép chặt hơn. Ép chặt hơn lên cái bề mặt này. Thì bây giờ mình đã vừa dán rồi, mình nắn cong lên này. Và bây giờ cái phím này là phím đang bị liệt một số phím này. Phím này rõ ràng là phím mới này. Đó, bảo hành 6 tháng. Thì bây giờ mình thử lắp lại nhá. Lắp lại xem phím V, phím B và dấu cách đang được chưa nhá. Đấy, thao tác rất đơn giản mà rất nhiều phím của dòng máy bị tình trạng này. Đây mình cũng dùng phần mềm test key đây, mình thử cho các bạn. Đây hiện tại phím V, phím B được rồi này. Các bạn nhìn nhá, V, B, N vừa nãy là không được nhá. Phím dấu sang ngang này, sang dọc không được nhá. Lúc nãy là phím xuống không được nhá. Đây phím xuống này, đó. Đó, thì với cái dòng phím cài này, với dòng phím cài này nhé, thì các bạn lưu ý là nó sẽ mình việc nắn lên này. Thì thường nguyên lý như thế này thì mình có thể mình thao tác được này. Tức là nó sẽ bị một dọc chéo này, hoặc bị một dọc ngang này. Thì chúng ta chỉ việc là nắn cái chân cổ cáp này và dán một lớp băng dính rất là nhỏ ở dưới này. Chúng ta cài vào thì hiện tại đây các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn này, VB là được rồi này. Đấy, sang ngang được rồi này. Và mình gặp rất nhiều các dòng máy 6410 này, E430 này, Latitude này. Đấy, các dòng có phím chân cáp này các bạn lưu ý nhé. Thì đây là cái chia sẻ mà mình rất mong các bạn lưu ý cái dòng bàn phím này. Để lần sau nếu chúng ta gặp phải, chúng ta sẽ biết cách xử lý rất là đơn giản và trong giây lát thôi.